Hello, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho quý cô chú anh chị mẫu xe Kia Sedona phiên bản máy dầu cao cấp nhất, hai cửa lùa điện, ba vùng lạnh độc lập, cốp điện, sản xuất 2020, mà một chiếc xe còn cực kỳ mới cô chú anh chị, không khác gì một chiếc xe mới hết. Đã lăn bánh được 39.000 km. Xe này thì được chủ giữ gìn rất là kỹ anh chị. Hôm nay thì Thái Học quay gửi đến cho anh chị cũng đã là 6 giờ 35 rồi anh chị, 6 giờ 40 rồi. Hôm nay Học đi quay tại vì hôm nay Học đi thu chiếc xe Polo này nè, Volkswagen Polo 2021 đăng ký 2023 nha anh chị. Đó, đã tối rồi nhưng mà tranh thủ về. Hôm nay về khá là nhiều xe cô chú anh chị. Forenger Học cũng chưa quay, Fortuner xe này cũng Học cũng chưa quay luôn nha anh chị. Nước sơn zin 100%, chưa sơn một hạt sơn ngoài nào luôn. Đó, và vay lại vấn đề nha anh chị. Hôm nay Học cũng tranh thủ có một xíu thời gian buổi tối tranh thủ đánh giá chi tiết chiếc xe này, gửi sớm đến cho cô chú anh chị nè. Mẫu xe 7 chỗ, ghế thương gia, bền bỉ, mẫu xe MVP tiện dụng với mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ thấp, động cơ 2.2 máy dầu. Đó, và mức tiêu hao nhiên liệu xe này chỉ hơn có 5 lít à anh chị, nếu như mà anh chị đi đường trường, còn mà mình đi tổng hợp nó chỉ rơi vào 6 lít mấy à. Đó, Kia Sedona, chiếc xe đến từ Hàn Quốc, lành tính bền bỉ nè, và form dáng thì cực kỳ đẹp. Đó, anh chị nhìn thấy không, từ trước ra tới phía sau hầu như là không có góc chết anh chị. Và chiếc xe này Học xin nhấn mạnh lại một điều nữa là chủ giữ gìn rất kỹ nha anh chị. Riêng chiếc xe này ở 2020 mà chủ chạy 39.000 cây, cá nhân Học thì chiếc xe này á, nếu như mà bình thường Học nhìn không nhìn đồng hồ, Học nghĩ chiếc xe này nó rơi vào khoảng hơn 20.000 cây thôi anh chị. Nếu như mình không có xem vỏ nha, mình chỉ xem nội thất, chiếc xe này nội thất chủ giữ rất kỹ anh chị ơi. Và bề mặt sơn cũng như là nước sơn ngoài thân xe, xe này thì có màu xanh nha anh chị. Rồi, Học xin nhắc lại phiên bản cao cấp nhất đó, phiên bản cao cấp nhất của máy dầu nha anh chị. Đó, xe này được chủ trước sử dụng là 39.000 km, sản xuất 2020, động cơ dầu Kia Sedona. Và đầu tiên vẫn như thường lệ thì Học sẽ đi một vòng về ngoài xe, xong rồi mình sẽ đi đánh giá vào chi tiết nè, như là phần nước sơn cabo nè anh chị. Nước sơn cabo nè anh chị nhìn thấy không, còn rất là đẹp anh chị ơi. Đây anh chị nhìn độ bóng của nước sơn nè. Đó, vào buổi tối anh chị nhìn thấy những cái ánh đèn đó còn bóng loáng óng ánh luôn nha anh chị. Rồi cụm đèn nè, anh chị nhìn cụm đèn pha nè, nó còn mới tinh luôn anh chị. Đó, đèn pha mới nè, 2 bi projector nè, có điều khiển theo góc chiếu nè. Đó, đèn định vị ban ngày nè, đèn gầm phía dưới là 4 bóng led nè anh chị, 4 bi projector nè, cảm biến góc nè, mặt ba đờ sóc phía trước thì có cái nẹp mạ rơm đó, còn sáng bóng và rất đẹp nha anh chị. Đó, mặt ga lăng nè, hình thác đổ đó. Bên viền ở đây thì anh chị sẽ có cái nẹp mạ rơm to bản. Nói chung là mọi chi tiết xe này không có điểm trừ anh chị. Anh chị nhìn kỹ nè, rất đẹp ha. Một chiếc xe đi được 39.000 cây mà chủ xe giữ gìn khá là kỹ. Xe thì bên Học luôn cam kết với cô chú anh chị là không đâm đụng nè, không ngập nước, và động cơ hộp số vẫn còn nguyên bản, ô đô chuẩn nha anh chị. Và xe này anh chị cũng có thể là mang đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị kiểm tra chất lượng cũng như là Học miêu tả. Ở đây thì nó có một số chầy xước nhỏ không tránh khỏi nè anh chị, chẳng hạn giống như cái ốp đèn pha ở đây thì cái này bên Học cũng giữ nguyên vì nó bị đá bắn nè. Đây anh chị nhìn thấy không, đó thì cái này Học cũng giữ nguyên nha anh chị, giữ zin cái miếng này, không sơn lại không đáng kể nha anh chị, tại là lý do nó nằm ở trong hốc á, nó khóc tối và cũng như là màu đen thì Học cũng giữ nguyên. Khi mà anh chị di chuyển là tầm khoảng 1 mét là mình không thấy rồi, không thể nào thấy được đó, anh chị nhìn thấy không đó. Và phần đầu xe, ngôn ngữ thiết kế thì cá nhân Học thấy nó cũng rất là trẻ trung và nhìn rất là hầm hố nha anh chị. Một chiếc xe MPV cỡ lớn đó, rộng rãi, bền bỉ đó, tiện dụng. Rồi phần mâm xe đây anh chị, phần mâm xe là nước sơn zin luôn nha anh chị. Đó, chưa sơn lại luôn. Anh chị nhìn cái mâm xe nè, nó sáng trưng luôn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn cái heo thắng nè. Đây, anh chị thấy không? Đó, và ở đây á, thì nó cũng bị chầy xước nhỏ. Ở đây chầy xước xíu đây. Đó, nhưng mà không đáng kể nha anh chị. Đó, vỏ xe về cui nè anh chị. Còn về cui ha, chạy 39.000 km. Ở đây thì anh chị sẽ có cái nẹp, nẹp khung kính zin theo xe nè. Đó, cái này là màu xanh nha anh chị. Đó, Học không biết cái màu xanh này gọi là màu xanh gì ta, anh chị nào biết comment giúp Học nha. Trên giấy tờ nó chỉ là màu xanh thôi đó, nó giống như màu xanh Carbonside nhưng mà không phải vậy. Màu xanh Carbonside thì Học thấy nó nhạt hơn xíu. Anh chị nhìn thấy không, những cái đường dập lặn dập nổi nè, những cái đường
giữa vè và cửa này, mặt vè và capo này, mọi chi tiết nó còn mới nguyên à anh chị, đẹp long lanh luôn, không khác gì một chiếc xe mới anh chị. Anh chị nhìn thấy không, nẹp cửa nè, đó, nó còn sáng trưng luôn nè anh chị, đen mung mềm eo luôn, không có bị chai cứng nha anh chị. Rồi tay nắm cửa ở đây thì cũng đã bị một vết xước nhỏ, một vết xước khá là nhỏ ở đây nha anh chị, và bên học cũng giữ zin đó. Cơ bản thì ra xa thì không thể nào thấy được anh chị, không thể nào thấy được nha. Nói chung là cái nào giữ zin được thì vẫn giữ zin đó. Còn cô chú anh chị nào mà kỹ tính muốn học sơn lại, học vẫn xử lý sơn lại cho anh chị nha. Đó, nhưng mà học thấy không đáng kể. Còn ở đây là cái hồi nãy đầu clip học có giới thiệu, là anh chị nhìn nè, những cái túp bi túp lô nè anh chị, nó mới nguyên nè, và bên học cũng đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm bên trong nội thất rồi. Nên là khi mà cô chú anh chị mua chiếc xe này về là chỉ việc đổ dầu vô sử dụng thôi nha anh chị. Đó, không làm bất cứ thứ gì hết. Ghế da thì đục lỗ và zin nguyên như mới nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không? Cái này là cái mà học khen chiếc xe này nè. Anh chị nhìn kỹ vào những cái đường chân ở đây, những cái ghế da đục lỗ nè, nó không bị chân chim, cũng như là không bị chày xước. Thường thường nó sẽ bị chày ở đây nè, ở đây nè, tại vì nhiều khi cái túi quần phía sau á anh chị, hay trường lên đây là nó sẽ bị một hai vết xước ở đây. Những cái xe bình thường á anh chị, xe này chủ giữ rất là kỹ nha. Rồi sẵn tiện ở đây anh chị nhìn cái bệ tỳ tai ở đây cũng vậy nữa nè, không có một vết chày xước luôn anh chị. Chút nữa học sẽ qua học quay cái bên kia cho anh chị nha. Anh chị nhìn bên đây trước đi. Đó, xe mình sẽ có 3 vùng lạnh độc lập nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Rất đẹp. Túp bi cửa nè anh chị. Đây cô chú anh chị nhìn thấy không? Rất đẹp luôn anh chị. Ốp gỗ nè. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Cửa là ô tô một chạm nè, kính ô tô một chạm chống kẹt nè. Anh chị, tay nắm cửa mà rơm. Rất đẹp, sàn 5D. Đó, và ở đây cũng còn mấy cái tem nè. Ở đây còn mấy cái tem bóc chưa hết nè. Để bóc ra bỏ luôn. Đó. Tem mới, tem xe mới anh chị. Ở đây thì nhờ vào cái này chủ đã lên rồi nên là nó sẽ không có chày xước luôn anh chị ơi. Ở đây thì anh chị sẽ để được cốc nước nè, khăn giấy ướt đồ nè, ở đây rất là tiện dụng nha. Và một điều đặc biệt hơn nữa là khi mà anh chị di chuyển lên xe này, đặc biệt là ông bà lớn tuổi, rất là dễ, rất là dễ lên xe anh chị. Đó, vì xe này là xe cửa lùa nè, khi mà trời mưa bão đồ anh chị lên xe cũng không có bị ướt người nữa. Lên đây quay cái lưng vô, gặp cái dù vô là xong. Cái đó là khách hàng của học chia sẻ luôn anh chị. Đó, và thứ hai nữa là ngồi rộng rãi nha. Hai ông bà mình á, lớn tuổi ngồi ở đây là quá xuất sắc. Đó, không có bị người này chạm người kia là thứ nhất, hoặc là có trẻ con nó, anh chị đợi nó phía trước hay phía sau đó, nó có thể thông, nó đi lên đi xuống chơi. Mà học không khuyến khích cho anh chị để cho trẻ con nó đi lên đi xuống nha. Đối với trường hợp mà mình đi ở dãy tốc độ cao thì nó sẽ không an toàn. Anh chị nhìn nè, ghế da nè anh chị, mới tinh nè, mới tinh luôn anh chị ơi. Đó, anh chị nhìn cái bảng lề cửa nè, móc cửa nè, tay nắm cửa nè, cái chỉ zin nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Và ở đây thì anh chị sẽ có cái rèm che nắng zin theo xe. Xe mình có hai cửa sổ trời nha anh chị. Đó, rất đẹp anh chị. Ở đây thì có hai cốc để nước, rất là tiện dụng luôn. Đó, và hàng ghế thứ ba, anh chị nào xem clip học nhiều thì anh chị biết rồi, có những clip mà học quay phim thấy hình đó, là học ngồi ở phía ghế phía sau rất rộng rãi, phía sau là anh chị ngồi được 3 người thoải mái nha anh chị. Đó, ông bà mình lớn tuổi đi những cái hành trình xa, ngồi những cái ghế như thế này thì rất là thoải mái, đi 200-300 cây số xuống cái là hoạt động vui chơi giải trí liền à, không có phải nghỉ mệt giống như những dòng xe khác nha. Đó, anh chị nhìn rất đẹp anh chị, nói chung là xe này quá đẹp. Đó, 2020 anh chị ơi. Hôm trước học có chiếc 2018 học đã bán rồi. Đó, cực kỳ nét và đẹp. Mẫu xe dài nè, sang trọng, to và rộng rãi. Cái xe nào mà càng rộng rãi ở bên trong thì anh chị đi sẽ càng an toàn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy form dáng xe rất là đẹp. Rồi phía sau đây, vỏ xe nó cũng còn dì cui nè, anh chị nhìn thấy không? Vỏ xe dì cui à. Và mâm còn sáng trưng nè anh chị. Và anh chị nhìn để ý vào con heo ở trong đây nè, heo phanh nè. Anh chị nhìn cái đĩa nè, mới tinh tình tinh. Anh chị nhìn cái nước sơn nó có cái ánh kim rất đẹp ha anh chị. Kia Sedona 2020. Ở đây khi mà anh chị bật lên thì nó sẽ hai cái thanh này nó sẽ đỏ lên, rất là sang trọng.
hiện đại. Đèn ở đây là đèn LED, đèn báo rẽ thì là halogen cũng như là đèn lùi đó, rất đẹp anh chị. Trên mui nè, đèn nó mới tinh hết à anh chị, mới nguyên. Ở cô chú anh chị nào yêu thích cái mẫu xe MPV cỡ lớn như thế này, anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Thái Học nha. Ở phần ở dưới đây thì anh chị sẽ có một cái clip bạc chạy dài hai bên nè, nhìn cho nó thể thao hơn, cũng như là hai miếng phản quang. Mọi chi tiết xe này nó còn mới tinh nè nha anh chị. Đây sẵn tiện đây Thái Học quay sơ phần gầm cho anh chị xem nè. Cái phần gầm xe này nó còn mới tinh luôn anh chị, 39.000 cây. Anh chị nhìn cái ống xả nè. Học quay phần gầm á, anh chị nào mà xem clip của Học nhiều, cũng như là cô chú anh chị nào mà biết về xíu về vật liệu kim loại rồi, là anh chị biết cái xe này nó chất lượng như thế nào rồi. Đó, cực kỳ đẹp. Và trang bị cấp điện một chạm nha anh chị. Đó, cấp điện một chạm. Khi mà anh chị đi bật và 7 người sử dụng thì anh chị sẽ có một cái khoang hành lý ở đây rất là sâu. À, vì cái bánh xe cua xe này nó nằm ở giữa anh chị. Bánh xe cua xe này nó nằm ở giữa. Và một thao tác rất là nhẹ, gọn gàng, là anh chị có thể đẩy cái ghế này xuống đây. Đó, anh chị đi xa thì đẩy cái ghế này xuống, hai ghế này xuống. Thì ở đây anh chị sẽ có một cái khoang rất là rộng, rộng kinh khủng khiếp. Đó, đèn này anh chị. Đó, thấy không? Bật cái đèn này ra, ở đây. Cái này bấm ra, cái này rút cái đèn ra. Đó, ở đây cũng là một cái đèn để cho anh chị đi đường. Đó, anh chị thấy không? Anh chị đi đường, anh chị soi nè. Đó, mượn cái đèn này luôn nha anh chị. Mượn cái đèn này quay phim cho anh chị xem luôn. Keo chỉ cốp nè anh chị. Ốc cốp chưa ra nè. Chị thấy không? Rất đẹp anh chị. Có dấu niêm phong của chủ trước luôn nè. Đó, xe cốp điện nha anh chị. Đó, hồi Học sẽ trả cái đèn này, là cái đèn này nằm ở trong xe là nó tự sạc anh chị. Đó, rất đẹp. Kia Sedona, mâm vỏ gì cui nha anh chị, vỏ gì cui, mâm sáng trưng. Đó, anh chị nhìn cái phần phanh này, phanh đĩa nè. Đó, xương bê tông mới nguyên à. Nhìn những cái nẹp chân kính này, những cái chỉ sâu ở trong đây, nhìn thấy không? Rất đẹp. Những cọng ron, những cọng cao su mới tinh, tình tinh. Những cái nẹp chân kính này. Đây anh chị, ghế da nè. Chị thấy không? Mới keng luôn anh chị. Bởi tì tai nè. Hai cửa sổ trời và tất cả các hàng ghế. Cô chú anh chị sẽ có tất cả các cửa gió nha, không có sợ bị nóng. Và ở đây thì anh chị sẽ được cái bảng điều khiển của người ngồi phía sau nè. Điều khiển được như là gió cũng như là tốc độ quạt của lạnh nè. Và ở đây nữa là nó giống như Camry ngày xưa nè anh chị. Bây giờ thì Camry. Đó, anh chị điều khiển được cái người lớn tuổi ngồi ở đây là ưu tiên cho ông bà mình, cũng như là anh chị nào mà ship đó. Anh chị chở ship rồi thì ship sẽ ngồi ở cái ghế này. Ở đây mình sẽ điều khiển được lên nè. Lên nguyên cái ghế lên anh chị thấy không? Rất mượt mà và nhẹ nhàng. Nói chung là chiếc xe này nó như mới rồi anh chị. Đó, anh chị sẽ đẩy ghế này trượt lên hết cỡ. Thì ở đây anh chị sẽ có một cái khoang. Cái khoang cực kỳ rộng, duỗi cái chân thẳng ra luôn. Đó, những cái đường kim mũi chỉ nè anh chị thấy không? Mai rất là đẹp, túi khí thì quanh xe luôn anh chị. Đây cũng túi khí nữa nè. Ở trụ A, trụ B, trụ C đều có túi khí hết nha anh chị. Ở đây là cái nút mở được cái sunroof phía sau nè. Phía sau sunroof thứ hai, hai sunroof phía trước và phía sau. Đó, cửa sổ trời đó anh chị, mới tinh, chỉ cần một chạm như thế này là cửa sẽ đóng lại rồi. Qua cái phần cái cánh cửa mà quan trọng nhất nha, mình sẽ đi vào keo chỉ nha anh chị. Xe này thì keo chỉ còn nguyên bản, nguyên zin, không mắc một phân keo nào hết nha anh chị. Ốp gỗ nè, chị nhìn những cái vân gỗ nè, mới tinh ha. Cửa là on auto một chạm chống kẹt nha anh chị. Còn sáng trưng là những cái nút ở đây không có sự hao mòn nha anh chị. Hai vị trí nhớ ghế nè. Đây. Cảnh báo trên gương nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Ghế điện thì sẽ có bơm lưng. Đó, bên tài thì chỉ có bơm, có thêm bơm lưng nha anh chị. Và bên phụ thì sẽ là 8 hướng. Và cái ghế này là cái ghế được sử dụng nhiều nhất nè. Được sử dụng nhiều nhất trên chiếc xe của mình. Đây anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không?
học khen cái xe này là đúng không anh chị? Chủ giữ gìn rất kỹ anh chị ạ. Đó, ở đây là do mấy cái này dán xuống nên là mấy cái này anh chị khỏi phải lo về cái chuyện mà nó chì xước. Cái lần kế tiếp là 41.000 nè. Đó, bảo dưỡng nè, đại tô của Trường Hải nè, Civic, Kia, dịch vụ. Anh chị nhìn những cái văn gỗ ở đây này, đẹp không anh chị? Đó, rất đẹp. 39.187 cây nha anh chị. Đó. Máy nổ êm ái. Anh chị nhìn cái vô lăng ở đây, những cái văn gỗ trên vô lăng. Chị nhìn thấy đẹp không? Vô lăng là anh chị coi khoét này thôi, tại nhiều khi người ta đeo cái bô là tay lái ở đây thì nó sẽ, anh chị chỉ chú ý vào chỗ này thôi. Đó, chỉ chỗ này thôi. Đó, chỗ cái tay học thôi. Chị nhìn thấy không? Mấy cái nút này nè. Sendona là nó dễ bể mấy nút này lắm nha anh chị, đi tầm khoảng 7-80 ngàn là nó bể rồi. Tại cái này nó bằng cao su nhưng mà nó bị oxy hóa anh chị, kiểu như là nó chưa có nhiệt đế hóa cái phải bộ chi tiết này nè, nó vẫn còn, nó chưa có phù hợp với môi trường Việt Nam mình. Không biết là xe 2020 này sao chứ học thấy mấy xe 2016 là bể hết à. Đây ba vùng lạnh độc lập đây anh chị, đây là một vùng này, 21 độ này, học sẽ chỉnh cho rear là phía sau 18 độ này, còn bên của ở phụ là 20 độ này. Ba vùng lạnh độc lập nha anh chị. Còn mà mình muốn điều hết thì anh chị bấm plus. Đó, nó sẽ điều hết đây. Ở đây sẽ chỉnh, ở đây sẽ chỉnh hết, tài xế sẽ chỉnh hết cho ba người nè. Còn mà người sau người ta muốn chỉnh lại, ta thấy lạnh quá ta chỉnh tăng lên. Bên đây ta thấy ta chỉnh chăng lên vẫn được. Đó, cái này nó có lọc mùi nữa nè anh chị. Chung chi tiết quá mới rồi, có sạc không dây ở đây luôn. Sạc không dây anh chị chỉ cần bỏ cái điện thoại lên vậy là nó sẽ sạc thôi. Đó. Sạc không dây nha anh chị. USB Asus. À, phanh tay điện tử auto hold, sưởi ghế, có chế độ lái eco, cảnh báo lệch làn, nói chung là đầy đủ hết, đời ta tốp. Đó. Đèn pha tự động nha anh chị, đèn pha này đèn pha tự động, có ru control nữa nè. Để học ra học quay cái khoang động cơ cho cô chú anh chị xem. Xe này là anh chị nào mà ưng cái dòng xe Sedona, anh chị hãy liên hệ trực tiếp với bên học. Lâu lắm mà mới săn được xe đẹp như vậy anh chị. Ở hôm trước học cũng săn nữ xe 2018 á, nhưng mà học nghĩ cái xe đó là màu đỏ thì nó cũng hiếm, nó cũng vài tiệp khách hàng họ hợp cái phong thủy xe đó thôi. Đây cái đèn nó buổi tối nè anh chị. Đó, cái đèn buổi tối anh chị thấy đẹp không? Đó, daylight 10 giây nó tự tắt. Đó. Rồi, học sẽ mời anh chị cùng coi cái khoang động cơ xe này nha. Đây nè anh chị, wow chưa? Nhìn phần nhựa đen mung chưa? Đó, đẹp tươi trong ra ngoài. Anh chị nhìn cái phần nhựa này. Đây anh chị nhìn nè. Chị nhìn sâu sâu xuống đây nhìn cái dàn sưởi ở ngoài là dàn sưởi, ở trong là két nước nè. Nó còn trắng tinh luôn thấy không? Cái nhôm nó còn trắng tinh luôn, mới tinh luôn. Đó, anh chị nhìn cái dàn nhựa nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Tem vẫn còn y nguyên nè. Đó. Anh chị nhìn thấy đẹp không? Đẹp phải gọi là đẹp xuất sắc nha anh chị. Tem nghiêm phong nè. Đó, chưa ra nước sơn cabo là nguyên zin nha. Keo chỉ là xe này học sinh lướt luôn, lướt đi đỡ mất thời gian của anh chị. Đó, khoe những cái mình cần nói thôi. Chân máy nè anh chị nhìn nè, zin nguyên bản nha anh chị. Đó, chưa thay thế nha. Đó, động cơ nè, RDI 16 van máy dầu. Anh chị nhìn thấy ABS đây không? Tấm chắn bùng nè, tấm chắn lửa nè, tấm chắn lửa sáng trưng ở đây nè. Học thay quay qua cái khe, cái tay học nằm trong đây. Đó, anh chị nhìn thấy xe xuất sắc chưa? Đây, ốc đèn này. Mới tinh nè anh chị. Phải gọi là quá xuất sắc cô chú anh chị ơi. Đây, turbo nè. Đó, turbo ở bên bên trong mới nguyên nè anh chị. Đó. Thì học cũng rất là vui anh chị. Mấy ngày nay học bán được nhiều xe. Bán lặng cặp không à? Cặp Kona, một cặp CX8, một cặp Kia Carnival. Carnival mà chiếc 2023 màu trắng, học chạy 7.000, học giao khách rồi. Hồi sáng học cũng giao chiếc xe 2022 phiên bản Signature màu xám. Cái chiếc màu xám sau, cái chiếc màu xám sau 19.000, học chưa quay gì hết trên YouTube anh chị. Còn cái chiếc màu xám trước nữa là đi được 23.000, học đã bán rồi. À, rất là vui mừng, cũng như là xin chân thành cảm ơn anh chị. Có nhiều anh chị mà xem clip của học về nè, mà xem hoài, nhiều khi không phải, không chưa chắc là mua cái xe đó, nhưng mà học cũng xin chân thành cảm ơn anh chị nha. Tại vì khi mà anh chị coi thì lượt view của học sẽ nhiều hơn, được nhiều bà con biết đến hơn.
và học sẽ có cơ hội được phục vụ nhiều cô chú anh chị hơn nữa. Thì để không mất thời gian của anh chị nữa, Học sẽ đi vào cái giá xe nha anh chị. Giá xe của chiếc Kia Sedona phiên bản full này thì bên Học đang chào bán cho cô chú anh chị với mức giá là 940 triệu nha anh chị. Ngày xưa mua mới đắt lắm, bây giờ xe này là mua gần 1,5 tỷ á, ở 2020 nha anh chị. Đó, bên Học đang bán có 940 giá thì anh chị cứ đến xem xe, bên Học có thương lượng lọc. Đó, chứ còn về thì anh chị sẽ đóng thêm 2% giá trị còn lại nè. Ví dụ 1 tỷ thì anh chị sẽ đóng 20 triệu cộng với lại chi phí biển số là 1 triệu. Đó, bất cứ ở đâu. Đó, bây giờ chiếc xe này mà nó về thành phố Hồ Chí Minh hay là về Hà Nội nó vẫn đóng có 1 triệu tiền biển số à. Đó, thật ra mình chỉ đóng 200 mấy chục ngàn anh chị, nhưng mà Học nói 1 triệu để cho anh chị thủ thêm tiền để lắm lúc đi lại đưa cho mấy anh công an cho nó vui vẻ một xíu. Cái đó là quy trình bôi trơn. Rồi, Học xin nhắc lại nha anh chị, Kia Sedona phiên bản máy dầu bản full 2020 màu xanh. Đó, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì bên Học đang chào bán là 940 triệu. Đó. Và bên Học cũng đang có nhu cầu thu mua những dòng xe đẹp như thế này với giá cao nhất thị trường nha anh chị. Anh chị nào có Sedona máy dầu hoặc là máy xăng cũng được. Đời như thế này, đi ít giống vậy, đẹp như vậy, nhớ liên hệ với Học, Học mua cao hơn thị trường nhiều lắm. Đó, mua về bán lời ít xíu nhưng mà bán nhanh anh chị. Quan trọng nhất là chất xe, bên Học bán nhanh là do nhờ chất xe đẹp. Đó, chiếc xe này là Fortuner nè, 2022 máy xăng số tự động 1 cầu. Xe này là nước sơn zin 100% nha anh chị, chưa một hạt sơn ngoài nào luôn. Và hiện tại chiếc xe này cũng đã được khách Học chùm full keo xe BBF hồi lúc mới mua về là dán còn nguyên keo luôn. Xe này là Học không có đánh bóng, tại keo là mình không có đánh bóng được. Đó, ở đây là XLS, anh chị nhìn chiếc xe, Học mua chiếc xe bán tải mà khách giữ, cái nước sơn nó đẹp, anh chị nhìn kỹ đó. Đó anh chị, có nhiều anh chị nói là học lên clip học chỉnh cái màu lên, nhưng mà không phải anh chị, tại cái showroom của Học cái ánh sáng nó đẹp với mấy chiếc xe của Học á, là hầu như là chiếc xe nó bóng á, nên là nhìn nó rất là đẹp. Có nhiều anh chị không biết, bây giờ Học thử nè, bây giờ Học để cái điện thoại này nha, cái điện thoại nè thì Học cứ edit là edit mộc thôi nha cô chú anh chị. Đây, Học lên cái điện thoại nè, giờ cái điện thoại của Học nè, thấy không, Học chỉ cần bấm qua bên máy ảnh là nó đẹp rồi, không có cần phải lên cái gì chỉnh sửa filter gì đâu. Anh chị nhìn thấy không, lên điện thoại là nó đẹp nè. Đây nè, anh chị nhìn thấy không, cái điện thoại mà Học quay nè, Học quay phim qua nè. Anh chị nào nói Học quay rồi edit rồi chỉnh xe màu đồ này nọ, anh chị thấy không, đó rất đẹp. Đây đó anh chị, đó, khi mà đủ ánh sáng, Học mà quay gần nó đủ ánh sáng đó, thì anh chị nhìn thấy không, đó cái đi xe nó vẫn đẹp bình thường à, đâu có gì đâu, nó vẫn bóng loáng và nó sáng chân này, bình thường, tại vì chiếc xe mình nó đẹp rồi, với lại cái showroom của Học nó màu trắng, nó cũng sạch nữa. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây nha anh chị. Học xin hẹn cô chú anh chị ở clip mới. Học xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng Học đi đánh giá chi tiết cái sản phẩm này, để Học được giới thiệu sản phẩm này. Rồi, Học xin chân thành cảm ơn. Chúc cho anh chị có một buổi tối an lành, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại.